Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Văn hóa dân tộc của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận. Thưa quý vị và các bạn, ở Bình Thuận có tất cả 35 dân tộc anh em, trong đó dân tộc Rắc Lây có khoảng 2.500 hộ, sống rải rác ở các địa phương trong tỉnh. Những giá trị văn hóa tinh thần của người Rắc Lây vô cùng phong phú, và cho đến nay, những giá trị đó vẫn còn được giữ hầu như nguyên vẹn, điều mà không phải dân tộc nào cũng làm được. Trong chương trình Văn hóa dân tộc kỳ này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những giá trị văn hóa độc đáo của người Rắc Lây ở Bình Thuận. Người Rắc Lây sinh sống lâu đời trên vùng đất Nam Trung Bộ. Ở Bình Thuận, đồng bào Rắc Lây sống tập trung đông nhất ở hai huyện Tuy Phong và Bắc Bình, còn lại sống rải rác ở khắp các địa phương trong tỉnh. Cuộc sống của người Rắc Lây dựa hoàn toàn vào sản xuất nương rẫy và làm lúa nước. Ngoài ra, bà con còn trồng nhiều loại hoa màu khác để tăng thu nhập cho gia đình. Ngoài nương rẫy, việc khai thác lâm sản phụ từ rừng cũng là nguồn cung cấp cho nhu cầu đời sống đối với bà con Rắc Lây sống gần núi rừng. Xuất phát từ nền kinh tế sản xuất tự túc, chính vì thế mà các nghề thủ công như đan lát, dệt chậm phát triển, chưa thành hàng hóa, chỉ đủ đảm bảo cho nhu cầu cuộc sống cộng đồng. Do cư trú ở các xã vùng cao, miền núi, có núi cao bao bọc, cộng đồng người Rắc Lây ở Bình Thuận kéo dài từ các huyện phía Bắc đến giáp các huyện phía Nam. Hiện tại người Rắc Lây ở các địa phương vẫn còn giữ được nhiều giá trị văn hóa dân tộc, đặc biệt là một số xã thuần như xã Phan Dũng, huyện Tuy Phong, xã Phan Điền, Phan Lâm, huyện Bắc Bình. Rắc Lây là một trong năm tộc người ở Việt Nam theo thiết chế mẫu hệ, có quan hệ nguồn gốc với người Chăm. Theo già làng và một số người lớn tuổi ở xã miền núi Phan Điền, huyện Bắc Bình, xã hội Rắc Lây truyền thống rất coi trọng gia đình và hôn nhân. Những giá trị văn hóa này được thể hiện rất rõ qua luật tục, còn được duy trì đến ngày nay. Luật tục được cho là chuẩn mực đạo đức xã hội. Nó quy định mối quan hệ trong gia đình dòng họ và trong đời sống vợ chồng, cũng như các mối quan hệ thường nhật khác. Những giá trị đạo đức trong luật tục vẫn được coi là chuẩn mực xã hội, là một phương thức hữu hiệu bảo vệ gia đình và hôn nhân của người Rắc Lây trong giai đoạn hiện nay. Mông Can là mông du dân tộc như là dân tộc Chăm, tức là Chăm mà Chăm chớ, phù đúc liên, gia khả đối đi chớ. Nên châu lưu và lại là đồn vô chỗ sách trầm. Nhưng mà đồn hơi tạo vô nên là chăm đồn hơi giữa thích. Đồn lại đồn hơi khăng thích nên. Cho nên dân tộc lại là thuộc về châu lưu, thuộc về chăm. Châu lưu lại là y chăm. Cho đến nay, bà con Rắc Lây ở xã Phan Điền vẫn duy trì tập tục cưới hỏi như ngày xưa. Tuy đã có sự thay đổi theo môi trường xã hội mới, thế nhưng theo thiết chế mẫu hệ, việc con gái cưới chồng về nhà mình với quan niệm chặt cây rừng về làm nhà, bắt người ta về làm người nhà mình thì vẫn không thay đổi. Chàng rể, người chồng trở thành trụ cột trong gia đình nhà vợ, nhưng quyền quyết định những công việc lớn lao vẫn thuộc về người vợ và ông cậu bên vợ. Con gái sinh ra mang họ mẹ và luôn giữ mối quan hệ huyết thống theo dòng họ mẹ suốt bảy đời. Quyền thừa kế tài sản trong gia đình chỉ thuộc về con gái, đặc biệt là người con gái út. Như nhiều dân tộc khác, người Rắc Lây coi hôn nhân là mốc quan trọng đánh dấu sự trưởng thành của mỗi con người. Hôn nhân không chỉ là hạnh phúc lứa đôi mà còn là có vợ có chồng, là có sự sống của giống nòi. Mặc dù theo chế độ mẫu hệ, nhưng trong tình yêu và lễ dạm hỏi thì đàn trai chủ động. Cũng chính vì thế mà người Rắc Lây có câu: chỉ cần cái miệng nhà gái chịu ăn trầu, cái miệng nhà gái chịu ăn miếng cao, cái miệng nhà gái nó uống chén rượu thì cái bụng nhà gái nó đã ưng. Khi lễ dạm hỏi đã xong, người con trai phải đến nhà gái làm lễ trao vật bằng còng hoặc dây cường để làm tin và chờ ngày làm đám cưới. Nghi thức làm lễ cưới của nhà gái cũng tương tự. Luật tục cũng quy định khi ân nhau
bắt nhau làm vợ chồng rồi thì phải có nghĩa vụ với nhau, cùng xây dựng gia đình và chăm sóc, giáo dục con cái. Tất nhiên này, nhu hồ kệ bộ prang không, nhu buôn mì, thạch chế tạp bài, sạch rầy mà nụ, đó nhiều là mà nụ thì dụ bụt thang, nhiều cả dụ thang, thạch chế tạp bài ra, tổng sạch rầy mà nụ tra vợ, đó là yêu cả bà rùi bà ra, tòa gà rầy, đó nhu yên ăn, blo, nhiều nó blo nè, nhiều thang là cây băng hoa blo nè, bạ thang là cây bà dạ, mà hù hà ghế băng nó nè, tôi hụt rầy mừng can nữa nè, bộ gã nê dơ bà dạ, ngã đặt nó blo, là tụi bẹ là nghêu, là hù ngã rạp, ngã rệ, ngã đam cưới, ngã dư dân. À, tức là băng người là người là người là dọc tung dọc chân số tôi rai có được một can thì hôi nó blog là thang vậy. Xã hội cộng đồng người Rắc Lây luôn lên án nghiêm khắc những hành vi trái với phong tục tập quán mà luật tục đã quy định liên quan đến hôn nhân, gia đình và quan hệ nam nữ nhằm bảo vệ hạnh phúc gia đình và giá trị đạo đức của cộng đồng. Tất cả những điều mà luật tục đề ra đều vì mục đích gắn chặt trách nhiệm, nghĩa vụ lẫn nhau giữa vợ chồng, con cái và giữa các gia đình trong buôn làng nhằm xây dựng gia đình hạnh phúc. Một vợ, một chồng có trách nhiệm cùng nuôi nấng, dạy dỗ con cái, xây dựng buôn làng tốt đẹp hơn. Tất bà nên, bây giờ là tít lôi chứ, là yêu tụ uông tụ cậu rồi bà đi, là bà nạp bụi nè hơ, bà mai thang vợ, nạp to cái vợ hơ, yên đi, chịu hư anh đi nhu xuân giờ thì hư giờ để đi hư ngại này anh đi thôi hư ngại xem không nhu mẹ mày tổ ngại băng ngại bị rong nữ rong cho chứ ngại là dịp trong thôn giờ hay là như thế chơi hư độ say độ trong giờ hư phải nâng hai cái hai hư phải cả đà hả đồ vợ mình ra lại một bụng trong lo ngại những cái gì bằng làm ta cái này chịu ghê bằng làm ta để mượn hô hay hoặc là để nghi vấn nữa đi tức là gì bà nạp mừng can những điều đó bà cọ bà lây ăn bù làng à bù làng mừng can những điều cọ bà lây là tức là trường thôn cái nhá chắc là này tổ làng là cọ cọ với mình bà nạp ăn bà có là cha na cái gì rồi mình cha là gạt lối gạt thay giờ bù răng phạt ra gạt ăn nhá cụ thể là phạt cái mừng can là phạt này bà giặt tạo lôi rồi vừa khăn bla ao bla nụ trầy rồi bay chê. Trang phục truyền thống là một trong những nét đẹp văn hóa độc đáo thể hiện bản sắc riêng của mỗi dân tộc. Vì vậy, giữ gìn và phát huy trang phục truyền thống chính là bảo tồn một phần linh hồn của dân tộc. Chính vì thế mà các thế hệ người Rắc Lây đã biết sáng tạo trang phục riêng cho mình với kiểu dáng, màu sắc, hoa văn, vừa phản ánh thị hiếu thẩm mỹ dân tộc, vừa phù hợp với sinh hoạt sản xuất. Trong cuộc sống thường ngày, bà con Rắc Lây ít có ai mặc những bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình, mà họ chỉ sử dụng những bộ trang phục truyền thống đó vào các dịp lễ hội của dân tộc. Trải qua quá trình lịch sử, văn hóa của người Rắc Lây chịu ảnh hưởng khá nhiều văn hóa của các dân tộc cận cư, cộng cư như người Kinh, người Chăm, nhất là hình thức thể hiện như trang phục, nhà cửa, công cụ lao động, nghệ thuật dân gian, văn hóa ẩm thực. Tuy nhiên, cộng đồng người Rắc Lây ở một số địa phương trong tỉnh cũng đã xây dựng cho riêng mình một không gian văn hóa đậm nét riêng biệt với những nghi thức và tập tục đặc trưng. Và qua các hoạt động văn hóa truyền thống này, phần nào phát họa được đời sống tinh thần của cư dân nơi đây. Một trong những hoạt động văn hóa tiêu biểu đó là những nghi thức trong lễ hội ăn lúa mới và tục đón cơm mới của người Rắc Lây. Tín ngưỡng là vấn đề là ngã dân bằng, tức là ngã theo cái phong tục tập quán của người dân tộc Rắc Lây. Thì vậy này, ví dụ như là ngại giang á, nhưng đoa lâu loại hả bằng, ví dụ như ngại giang làm thang như cái rây, ngại giang lệ cúng đầu lúa dân lại như cái rây, rồi ngại giang lệ lễ hội lệ như cái rây, cái rây thì gạo, bởi vì là ngại giang bằng làm thang, tức là như lệ, cũng như là cầu an mi, tức là để ngại ngươi hô ngươi. Câu cá nữ cho làm thang nọ chập của rô đâm nó nè. Trong nghi lễ nông nghiệp của người Rắc Lây, lễ hội ăn mừng lúa mới hết sức quan trọng và được xem như là ngày Tết cổ truyền của dân làng. Người Rắc Lây có tín ngưỡng đa thần, tin rằng
cây cối đều có hồn và được thần linh cai quản. Các vị thần đó đã cho họ cuộc sống tốt hơn. Vì thế sau khi thu hoạch, bao giờ họ cũng làm lễ cúng tạ thần lúa, thần bắp và ông bà tổ tiên đã phù hộ rồi mới ăn. Trong lễ cúng còn cầu xin cho con cháu trong làng mạnh khỏe, mùa màng năm sau, bội thu hơn năm trước. Lễ hội do từng gia đình tổ chức, quy mô lớn hay nhỏ, phụ thuộc vào kết quả thu hoạch mùa vụ và điều kiện kinh tế của mỗi gia đình. Lễ hội thường từ 1 đến 3 ngày. Phần lễ gồm có lễ đổ nước vào ché rượu cần, lễ cúng chính, lễ cúng thần lúa, bắp, lễ vật bắt buộc phải có một con gà hay một con nâu, mà người rắc lấy quan niệm là con vật theo đất và ba ché rượu cần. Mục đích chính của lễ hội ăn lúa mới là lễ chuyển mùa, tống tiễn mùa khô, cầu mưa, cầu nước cho vụ mùa tươi tốt. Lễ còn là sự đánh dấu kết thúc một chu kỳ sản xuất trong năm. Với sự mừng vui, ơn trả nghĩa đền đối với tổ tiên, đối với các giàng đã nhớ lời cầu khẩn trong lễ cúng năm trước mà ban cho được mùa trước khi hưởng thụ thành quả lao động. Theo chu kỳ, lễ lại nhằm mục đích tạ ơn các giàng của mùa vụ cũ và cầu khấn tốt đẹp hơn cho mùa vụ mới. Lễ hội còn là dịp để bà con trong dòng tộc nội ngoại ở các nơi hội tụ về gặp mặt, thăm hỏi nhau. Mâu thuẫn trong gia đình hay gia tộc nếu có cũng được hòa giải từ các cần hút cắm chung trong một ché rượu cần cúng tổ tiên. Nền văn hóa ca múa nhạc dân gian của dân tộc Rắc Lây khá phong phú và độc đáo. Những bài hát dân ca Rắc Lây phong phú về làn điệu như Hari và một số làn điệu đã được cách tân phát triển thành làn điệu mới. Các làn điệu dân ca không chỉ nhằm chuyển tải tình cảm, giao lưu đối đáp trong hoạt động, lao động sản xuất, sinh hoạt thường ngày, trong các ngày lễ hội mà địa phương tổ chức. Âm nhạc dân gian nói chung, những bài hát Hari nói riêng thường gắn liền với sinh hoạt văn hóa của bà con Rắc Lây ở đây. Người Rắc Lây được thiên nhiên ưu ái, ban tặng cho những cảnh vật rất phong phú để sáng tác âm nhạc như rừng núi, tiếng chim kêu, tiếng suối róc rách. Tất cả những cái đó đã làm nên những giai điệu kết hợp với những ngôn từ được thế hệ này sang thế hệ khác sáng tạo, chắt lọc và hình thành nên một nền âm nhạc dân gian đặc sắc. Thế nhưng do sự du nhập của văn hóa ngoại, thế hệ trẻ hiện nay đang quay lưng với nền âm nhạc truyền thống của dân tộc mình. Hiện nay những người còn biết hát những bài hát Hari của dân tộc Rắc Lây nguyên gốc ngày xưa giờ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những người già biết hát những làn điệu Hari đều mang trong mình một nỗi lo. Theo họ, nếu lớp họ không còn thì Hari cũng phải theo họ mà mất đi, bởi lớp con cháu của họ hầu như không ai biết đến hát Hari là gì. Có thể thấy vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị âm nhạc dân gian truyền thống hiện nay hết sức cần thiết. Nếu không có chính sách hợp lý và sớm triển khai, nguy cơ biến mất những làn điệu dân ca đặc sắc của các dân tộc thiểu số ở Bình Thuận là rất hiện hữu. Nhìn chung, người Rắc Lây ở Bình Thuận hiện còn bảo lưu nhiều yếu tố văn hóa truyền thống của dân tộc. Những yếu tố cơ bản đó có thể được giữ lại ít nhiều, đậm nhạt khác nhau, nhưng cũng có thể dễ dàng nhận thấy được sự hiện diện của những giá trị mới và không hiếm khi ưu thế lại thuộc về giá trị đó. Những tác động của hoàn cảnh lịch sử, xã hội, môi trường sinh thái phần nào làm ảnh hưởng đến văn hóa truyền thống của người Rắc Lây. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Văn hóa dân tộc của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.